Đây còn tiếp tục cái hầm phía sau nữa các bạn. Nay đi về miền Tây phun hầm. Còn cái hầm phía sau nè, đang khiêng máy. Chỗ này sâu bao nhiêu này nè, à chỗ này nè. Rút bông ta ra đây sống sao mà để không ai cho bơm nhờ hết trơn biết. Không bơm qua hầm mình luôn đi. Ờ bơm đó là tháo bọng kia chảy ra chứ gì. Sau này bơm trực tiếp ra nhanh, còn nãy bơm kiểu dội dội hay không. Có cây không? Có cây gác dưới. Vậy cao không? Giờ bắt đầu bơm nha các bạn. Giờ bắt đầu đặt máy bơm.
rút gì tuột tao hiu. Không có móc ha. Mẹ móc gì thôi móc. Để mẹ đây đi rồi. Dốc cao quá nè chứ. Cao được, nó không sao á. Đi thẳng lên luôn à. Thì giờ cái máy ở đây là được rồi. Vậy xéo qua đây miếng đi. Xéo. Cây nó gãy không nghe. Đâu. Thôi. Bỏ người đó đi. Đây cái hầm bèo người ta tu bèo các bạn. Giờ đợi nước cạn, nước cạn ra bắt tiếp. Giờ vô nghỉ thôi, đợi cái máy nó bơm hồi. Chào các bạn, thì cái hầm này nãy giờ bơm nãy giờ 2 tiếng hộ các bạn. Cũng cạn rồi. Cá giờ nó rút dưới cái đó đó. Giờ chỉ kéo thôi. Sâu ô, sâu lắm hả? Giờ nó gần cạn rồi, giờ chứ cái máy bơm nãy giờ ồn quá. Cái mương này sâu lắm, nãy 2 mét nước. Còn cái gom đi có này nè, cái tùng đó, đó chỗ tùng đứng đó, sâu lắm. Giờ tranh thủ chích tất mấy cái luôn các bạn, để cái hầm này lắp rồi. Lắp người ta lắp nền, rồi đào một cái ao bên đây. Cái kinh khủng không? Có lương không? Rút xuống mấy cái lỗ sâu hết rồi. Nó Để xuống dưới rồi.
có không hiểu mà. Bắt đầu luôn, chui cái bánh luôn á. Kích cá trong ao nha các bạn, ao nhà. Để kéo được, kéo trước cái là chích lại hết á. Gãy mẹ cây rồi. Lấy cây nẹp đây được rồi. Nộp nữa. Nó nói con cá lóc, cá lóc. Cá phi hả? Mẹ. Mẹ hả? Câu lấy nó nhiều lỗi xong thì xong. Lên lên lên. Mang mình về nói ba. Nói thật lên nói. Đó, tụ. Ốc, ốc con. Chết, được rồi. Hầm này có cái chốt á. Nó. Ồ con cá kìa. Hai ba lần kìa, hồi nó lên nói.
Má sâu dữ hiểu. Ra là 4 10. Con 10 kéo. Trời. Nó cái lóc đó. Có cái chốt đó nghe. Hay được. Má. Tôi quần vậy. Tấn vô luôn, tấn vô luôn. Nó nó nó. Đó đó đó, cái tràng con mồi dục nữa đó. Lương coi nó giạt ra nó nghe, cái đó sắp sụp rồi đó nghe. Nó chú với nó quậy giò chạy không đi rồi. Này có cái chốt nè. Mò đó. Cái trê này, cái này chắc hầm có cái trê nè. Cái trê này cái chốt nữa. Hai tay. Tiêu rồi nè. Con máy dưới dấu chân giò không à. Hai tay. Sâu quá. Hiểu cái chân. Đây nè. Cái hầm dĩ nhiên phải có cái trê rồi. Chứ nó sâu quá. Ừ. Lên rồi. Thì nó chú dưới á. Chưa lên nữa. Vài lần á. Hồi là nó lên cái gì. Ngồi tỉnh anh phải. Còn sâu quá mà. Chốt không. Đồ. Chui không mà, cá này. Cá sống luôn mà. Giờ mồi lẫn với mò này mò. Mồi mò mấy cái hang đi mồi. Mấy kìa. Quá. Chốt cái gì. Ngồi trong chốt thiệt quá. Bởi ngồi nó vậy. Đủ đi mà. Ở kéo bớt đi, bớt cái chốt đi. Chú bùi mì chết này không? Không. Cái này thiệt là nó đưa ảnh ra không à. Đó. Chút má vậy, chút đi theo mấy chân cho hả? cái chốt nó nổi trên không à. Có mấy cái bự á. Ừ. Lợi lên tí rồi, lợi hết nó. Trên này nào lên đi. Mày đi trước, tao đi sau mày mà. Cái tao lũng nữa rồi. Tao lũng, tao lũng. Cái chép nè. Cái chép tính rộng nuôi chơi đủ có sáng chết quen. Ăn cái gì á mà nó quá à. Bỏ vô luôn cái. Chết liền, có oxy kìa. Đỡ bụng lên luôn à. Đó đó, thật lát.
chết. Nó đụng với cái mồi cho tôi đại đi có đó. Tánh cho lời tôi mồi đại chứ sâu quá mà. Nó đậu ngủ con cá phi. Con cá đây cá chép. Ngay mà. ngay giờ có con cá chép á. Rồi dịnh chưa? Rồi mồi đi. Xếp bên đây nè. Con cá bằng cái dĩa luôn mà. Dục bên đây, bên đây, bên đây. Bên cái vợ con này qua đây mò đi. Mò với coi có cái trê nữa đó. Ra đây, ra đây. Đậu đây có cái phi nè. Chạy xuống lên đây nè, xuống ngay tay mày á. Chị có phi. Hi vọng cái chào gì vậy? Chúng con. Phi đâu? Bên đây nè, ngay xuống lưng con mày á. Này hả? Ừ. Nó chạy luôn, nó chạy luôn rồi. Phi hoài. Phi rồi. Mình lại chích cái mò này. Lục miếng cá vô. Lương ọc ọc rồi. Có không? Có được 3 con. Có cá lóc không? Có hả? 2 con, nó nhận 2 con à. Sâu không mà bà không ấy không của? Sâu. Không con nữa. Sâu quá bố. Sâu được mấy con nữa rồi. Lúng. Trời ơi. 2 con rồi, bên con nè. Dính bùng luôn. Lúng đủ. Có 2 con rồi. Đó. Cái đồ này đó hiu hiu, ngay này nè. Chứ tới trước đó, đó. Ờ, đó. Sạ. Sạ hả? Đây. Đó, 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 đó. Đó đằng trước kìa có cá trong. Mò mấy cái hang đi. Mấy cái hang không ơi. Giật có bóng đèn lên nữa kìa. Nè. Sâu dữ rồi sao không có cá được. Bậy. Sâu. Lâu quá sâu không có cá. Từ nó hành hạ không có cá. Trong cái hang á. Cái chốt không đó. Nưa đất nó sập đáng kể chứ. Nó. Sập lỗ luôn rồi. Không có chân. Rồi đất sập thì cá lóc còn nhiều lắm chú dưới á đó đó đâu đâu chẳng kia rồi cá cái hàng ký quá cá lóc cũng lâu rồi chỗ này chạy bên đây là chạy tới luôn rồi quá cá lóc vậy lại chập bá có cá nhưng mà nó sâu quá nó chú còn chú dưới má
đụng nó cái phùng mang là tự nhiên cái nó ụt đi luôn. Trời ơi, giạt xuống rồi kìa. Nó kéo hao về bờ đi rồi. Nó đè đi chuyện luôn. Cái gì mà biết cái gì đâu giật, gì lò thì sao quên. Này đừng bơm nữa. Bơm đi nguyên lộ luôn. Bơm nữa lát kia chạy xuống lên cho nó rớt lên. Cái này, cái này, cái này. Lại bắt đi, lại bắt. Chạy trên xuống. Dài nãy làm chưa chích trên nè. Thì nó có một bùi. Có. Rồi. Tiêu rồi chứ đâu. Cứ ra ra ngoài vậy. Nó chưa ra ngoài được đâu, có lưới mà. Chứ gì đó. Rồi. Mò hiếu. Mò. Anh la đi anh rồi. Chạy hút tiêu rồi. Có chưa? Cái trê nó không sâu đâu. Trời, nay nó le đây mà. Nó ra hả? Nó ra cái gì? Không chịu ém của tao lại luôn mà. Người mà. Biến. Người dân cái này rồi, cái trê ra được hay rồi. Hấp vô. Nè. Đưa đắp vô. Nó nói không biết chỗ nào đó. Má lo từ từ thì cứ ban. Ồ, sụp liêu. Má. Thu nước miếng vô. Má nhức tới đây tới nách luôn. Nhức ê đít luôn rồi. Má nó chích tay nữa nè. Đồ má cho rau rộn bên kia. Rớt dụng tới đi. Trời ơi dụng tới sao chung. Má nó phiêu. Má hàng trên cái mỏ rồi. Thử đi. Cú ẻ quần luôn không nhất. Cái lóc 2 kg đâu? Dạ. À, lắm. Cái nhiều lắm á. Cái sau cái cây nó chích quặn hồi là nó lên hết chị. Quặn về đi hết nổi luôn rồi. Nhức tới nách luôn, có chốt. Hôm ruộng chỗ nào nè. Bà lũ chén lũ